quý vị và các bạn đã đến với bản tin VFF News ngày 16 tháng 11. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau trận đấu gặp đội tuyển Afghanistan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt tay vào việc chuẩn bị nhân sự cho hai giải đấu quan trọng sắp tới của đội tuyển U23 Việt Nam. Ngay sau trận gặp Afghanistan, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị nhân sự cho hai giải đấu quan trọng sắp tới của U23 Việt Nam. Theo đó, ông Park sẽ tiếp tục phi hành ở hai lượt cuối V-League 2017 để tuyển chọn nhân sự cho đội tuyển. Ông Park nói rằng, về cơ bản ông đã nhận được bản danh sách dự kiến khoảng 50 cầu thủ nổi bật trong độ tuổi 23 để ông theo dõi và chấm những gương mặt tốt nhất. Bên cạnh đó, ông Park được dự báo sẽ tạo nên bất ngờ khi gọi một số cầu thủ chưa từng ăn cơm tuyển cấp độ U22 hay U23. Theo kế hoạch, ngay sau khi V-League 2017 khép lại, khoảng 30 cầu thủ sẽ được gọi lên tập trung U23 Việt Nam để hướng đến các giải đấu quan trọng. Khoảng đầu tháng 12, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu M150, sẽ lần lượt gặp U23 Myanmar và U23 Uzbekistan ở vòng bảng. Sau giải này, U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện, đá giao hữu trước khi chốt 23 cầu thủ đi Trung Quốc dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 vào đầu tháng 1 tới. U23 Việt Nam rơi vào bảng khá mạnh cùng Australia, Syria và Hàn Quốc, nên huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng nhất cho đội để có thể gặt hái được kết quả khả quan. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là V-League 2017 còn 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Thế nhưng, câu lạc bộ Hải Phòng đã phải nhận một tin không vui khi huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chính thức nói lời chia tay với đội bóng ngay trước vòng 25. Ngay trước vòng đầu thứ 25, huấn luyện viên trưởng đội bóng Đức Cảng, ông Trương Việt Hoàng đã chính thức xin rời ghế huấn luyện dù hợp đồng giữa ông với câu lạc bộ Hải Phòng còn tới hết mùa giải 2018. Sau 3 mùa giải gắn bó với câu lạc bộ Hải Phòng, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã giúp đội bóng Đức Cảng đạt được nhiều thành công lớn với lực lượng được đánh giá không mạnh. Đỉnh cao của huấn luyện viên Việt Hoàng ở câu lạc bộ Hải Phòng chính là danh hiệu Á quân V-League mùa trước. Dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng, rất nhiều những cầu thủ của Hải Phòng như Quốc Trung, Khánh Lâm, Ngọc Thịnh hay Đặng Văn Lâm đã lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Hải Phòng cũng là đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên mà cựu tiền vệ của tuyển Việt Nam Trương Việt Hoàng dẫn dắt. Trước đó, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng từng dẫn dắt U21 Hà Nội TNT tới chức vô địch giải U21 quốc gia. Cựu tiền vệ thể công gây được nhiều ấn tượng tốt trong thời gian dẫn dắt câu lạc bộ Hải Phòng. Mặc dù mùa giải này, Hải Phòng đã sa sút nhiều do lực lượng hạn chế. Tuy nhiên, đội bóng vẫn đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Quảng Nam chỉ 7 điểm. Theo lịch thi đấu vòng áp chót V-League 2017, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tiếp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Lạch Tray vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 11. Trợ lý Nguyễn Đức Cảnh nhiều khả năng sẽ làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội bóng Đất Cảng trong thời gian lãnh đạo chưa tìm được người thay thế huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.